ุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะจินายะsẽ chia sẻ đến hội chúng mình về năm thủ uẩn. Thì sẽ nghĩ rằng nếu mà chúng ta tu tập tới niệm xứ thì chúng ta phải cần có một số kiến thức cơ bản để giúp cho chúng ta thực hành có hiệu quả hơn. Chẳng hạn giờ chúng ta thấy rằng cái phương pháp mà chúng ta tu thiền chỉ dễ hơn là tu thiền tới niệm xứ. Thiền chỉ thì chúng ta chỉ có bổn phận là chúng ta chỉ an trú vào một cái đề mục duy nhất, chúng ta chú tâm để chúng ta phát triển đến giai đoạn định chúng ta được vững và chúng ta chứng thiền. Còn tới niệm xứ lại khác. Và ở đây chúng ta nhớ rằng tại sao mà sư nói với các Phật tử rằng thiền định chúng ta dễ tu hơn, vì không có Đức Phật chánh đẳng giác xuất hiện ở đời thì vẫn có những người họ vẫn đắc được thiền chỉ, như là A Tư Đà thời Đức Phật chứng đến phi tưởng phi tưởng xứ, hay là Ramaputta, hay là những vị đạo sĩ như là Kalama Putta. Thì những vị này cũng tự mình tu tập để đạt đến những cái thiền định. Thì đây chúng ta nhớ rằng trong quá khứ mà Đức Phật dạy có nhiều kiếp mà sanh tử, thì cõi trời thì chúng ta cũng đã từng sanh lên, hay là cõi phạm thiên, có những lúc mà chúng ta chứng thiền đó, chúng ta cũng sanh về cõi phạm thiên. Và chúng ta muốn sanh về cõi phạm thiên thì chúng ta phải đắc thiền. Rồi có những kiếp thì chúng ta làm điều ác, chúng ta sanh xuống bốn cõi khổ cũng có. Và khi nào có Đức Phật chánh đẳng giác xuất hiện ở đời đó, thì khi đó mới có cái phương pháp tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ cũng là bát chánh đạo. Thì vài ngày nữa sư sẽ trình bày giữa tứ niệm xứ và bát chánh đạo như thế nào để người cư sĩ chúng ta hiểu. Thì khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ là cái con đường dẫn đến sự giác ngộ, thì khi chúng ta muốn đạt đến những tầng tuệ hay là các đạo quả, chúng ta thực hành tứ niệm xứ thì chúng ta phải có một số kiến thức cơ bản. Tại vì trong cái tà kiến, giống như hôm qua sư có trình bày, tà kiến gồm có thường kiến và đoạn kiến. Thì đoạn kiến thì tức là chấp đoạn, như là vô nhân kiến, vô hành kiến và vô hữu kiến. Hôm qua sư có trình bày cho các Phật tử chúng ta hiểu. Thì chúng ta là người Phật tử thì chúng ta không có rơi vào cái vấn đề đoạn kiến này. Thứ hai nữa là chấp vào thường kiến, có một cái đấng thần linh ban phước và tha tội, có một linh hồn trường tồn bất biến, có một cái cảnh giới thường hằng. Thì chúng ta là người cư sĩ, chúng ta không có dấp phải vào những cái tà kiến này. Nếu mà chúng ta có những tà kiến này, chúng ta không có tu tứ niệm xứ rồi. Còn nếu mà chúng ta có một cái tà kiến thường hằng, chúng ta cho rằng có một đấng thần linh thượng đế, hay là có một linh hồn trường cũ, hay là có một thế giới vĩnh hằng, chúng ta tu thiền định chúng ta vẫn đắc thiền. Tại vì tu thiền định nó chỉ là cái đối tượng để chúng ta an trú tâm, và chúng ta chỉ có việc là chúng ta chú niệm như vậy thôi, chúng ta vẫn đắc được thiền, thiền chỉ. Nhưng nếu mà chúng ta tu thiền quán mà chúng ta có những tư tưởng như vậy đó, chúng ta không thể đắc được thiền. Có thể phát sinh những tồn tại hay đạo quả. Rồi cái vấn đề thứ ba ở đây sư muốn trình bày gọi là thân kiến. Nếu mà chúng ta có một cái tà kiến và chúng ta chấp vào cái ngũ uẩn này,
ta của ta thì chúng ta cũng không thể nào có thể chúng ta đắc được đạo quả hay là chúng ta phát sanh những tầng tuệ. Vì lẽ đó mà hôm nay sẽ muốn trình bày về một số kiến thức cơ bản để người cư sĩ chúng ta hiểu mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ. Và khi chúng ta hiểu được thì chúng ta thực hành tứ niệm xứ thì không bao lâu trí tuệ chúng ta sẽ phát sanh. Tại vì chúng ta tu tứ niệm xứ là để chúng ta phát sanh trí tuệ, để thấy được vô thường, khổ, vô ngã của danh và sắc này, để chúng ta nhàm chán ly tham, chúng ta đạt đến đạo quả. Cái mục đích của thiền tứ niệm xứ là như vậy. Và vì lẽ đó mà người cư sĩ chúng ta phải cần hiểu một số kiến thức cơ bản để giúp cho chúng ta thực hành niệm xứ. Thì trong bài kinh Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Thế Tôn có dạy các vị tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, sắc không phải của các ông, hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ được an lạc hạnh phúc cho các ông. Này các tỳ kheo, thọ không phải của các ông, các ông hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ được hạnh phúc an lạc cho các ông. Này các tỳ kheo, tưởng không phải của các ông, cái gì không phải của các ông hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ được hạnh phúc an lạc cho các ông. Này các tỳ kheo, hành không phải của các ông hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ được hạnh phúc an lạc cho các ông. Này các tỳ kheo, thức không phải của các ông hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ được an lạc hạnh phúc cho các ông. Thế đó Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo rằng: sắc, thọ, tưởng, hành, thức không phải của ai cả. Và Đức Phật dạy cho những vị tỳ kheo phải từ bỏ nó. Thì chữ từ bỏ ở đây đó là Đức Phật dạy đừng có chấp thủ vào năm cái ngũ uẩn này nữa. Thì khi mà Đức Thế Tôn này thuyết giảng như vậy, các vị tỳ kheo hiểu, quan sát, đạt đến đạo quả. Thì đây chúng ta tu tập tứ niệm xứ, chúng ta phải có một cái kiến thức hiểu được ngũ uẩn là gì. Và khi đó chúng ta chánh niệm, chúng ta hiểu được cái bản chất của ngũ uẩn. Và khi mà chúng ta ghi nhận, chúng ta đã có một cái kiến thức đúng, chúng ta có chánh kiến, tức là cái sở học trí văn chúng ta có, trí tư chúng ta có, thì không bao lâu trí văn chúng ta, trí tu của chúng ta nó sẽ phát triển. Giống như trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy rằng giống như cọng rau lúa mì mà đặt sai hướng, có người họ dùng tay hay chân đụng vào làm cho tay chân người đó chảy máu, điều này không thể xảy ra. Như thế nào cũng vậy, vì tỳ kheo tu tập và tâm lạc sai hướng, đâm thủng vô minh, làm minh sanh khởi để giác ngộ niết bàn, điều này không thể xảy ra được. Vì sao vậy? Vì tâm vị tỳ kheo đặt sai hướng. Và Đức Phật giải tiếp rằng giống như cọng rau lúa mì lúa mạch đặt đúng hướng, có một người dùng tay hay chân đụng vào làm cho tay chân người đó chảy máu, điều này có thể xảy ra. Như thế nào cũng vậy, vị tỳ kheo tu tập tâm đặt đúng hướng, đâm thủng vô minh làm minh sinh khởi để giác ngộ niết bàn, điều này có thể xảy ra. Thì trong bài kinh này đó, Đức Phật dạy cho chúng ta thấy, tức là chúng ta tu tập là chúng ta phải có cái trí tuệ, tức là trí văn, tâm chúng ta phải đặt đúng hướng. Bây giờ này sư sẽ trình bày về năm thủ uẩn để người cư sĩ chúng ta hiểu rõ, và trong lúc chúng ta tu tập thì chúng ta phải hiểu như thế nào. Thế đây Đức Phật dạy rằng: này các tỳ kheo, sắc không phải của các ông, phải từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ được an lạc hạnh phúc cho các ông. Thì sắc ở đây là chúng ta hiểu rằng á, cái tiên tôn ngài ám chỉ cho cái thân bản chất của chúng ta. Còn thọ, tưởng, hành và thức á, là ám chỉ cho cái tinh thần của chúng ta, tâm hồn của chúng ta. Thì bây giờ sư sẽ trình bày về những cái vấn đề này cho người cư sĩ chúng ta hiểu và chúng ta có một cái sự hiểu biết đúng đắn. Thì Đức Phật mới dạy rằng: này cái tỳ kheo, sắc không phải của các ông, phải từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ được an lạc hạnh phúc cho các ông.
Thì sắc ở đây là chỉ cho cái thân vật chất của chúng ta. Tất cả chúng ta ngồi đây có mặt, cái thân thể vật chất của chúng ta ở đây thuộc về sắc uẩn. Thì sắc, Đức Phật mới dạy rằng sắc không phải của chúng ta, thì chúng ta phải từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ được hạnh phúc an lạc cho chúng ta. Thì đối với phàm phu chúng ta chưa có gặp được lời dạy của Đức Phật, hay là chúng ta tu tập tứ niệm xứ, thì chúng ta cứ nghĩ rằng cái thân thể này, cái thân thể vật chất này, ta là của ta. Từ chỗ mà chúng ta chấp sai ta và của ta đó, thì từ đó tà kiến nó phát sinh, tham ái bắt đầu nó sẽ phát triển. Từ đó tham bắt đầu sanh khởi, sân bắt đầu sanh khởi và si mê bắt đầu sanh khởi. Thì bây giờ Đức Phật dạy chúng ta rằng cái thân vật chất này á, là sắc uẩn, nó không phải là của chúng ta, chúng ta phải từ bỏ nó. Từ bỏ đây tức là gì? Tức là chúng ta phải cần chánh niệm, chúng ta ghi nhận được cái thân vật chất này. Chẳng hạn như người cư sĩ chúng ta là cái người tu tập niệm thân đó, chúng ta biết rằng cái thân vật chất này gồm có đất nước lửa gió. Nếu mà nói theo vi diệu pháp gồm có 28 sắc pháp. Thì giống như chúng ta là cái hành giả tu tứ niệm xứ, thì chúng ta thấy rằng trong cái thân thể này cái gì thuộc về cứng mềm. Giống như chúng ta đang ngồi, chúng ta xúc chạm xuống cái mặt đất thì có sự cứng mềm, thì chúng ta biết đây là chất đất, nó thuộc về sắc pháp. Chúng ta cần ghi nhận, chúng ta biết rõ đó là chúng ta đang chánh niệm này. Và chúng ta phải hiểu rằng cái cứng mềm này nó thuộc về sắc pháp, nó không phải là của ta, của tu. Đó là chúng ta có sự tỉnh giác, chúng ta có trí tuệ. Và trong trong cái thân thể vật chất của chúng ta đó, chúng ta có thể bước xuống, bước đi, là chúng ta thấy cái sự nóng lạnh của cái thân thể, hay là bàn giò của chúng ta đó. Khi mà cái giò chúng ta đạp xuống đất, chúng ta thấy sự nóng hay lạnh, thì chúng ta ghi nhận cái sự nóng lạnh đó, chúng ta biết đây là chất lửa, nó thuộc về sắc pháp. Thì khi mà chúng ta ghi nhận cái sự nóng lạnh đó, chúng ta biết rõ đây là chất lửa, nó thuộc về sắc pháp, nó không phải ta và của ta. Chúng ta làm giả tính niệm xứ, chúng ta phải ghi nhận như vậy. Thì trong cơ thể chúng ta mà chúng ta đi, chúng ta thấy rằng cái sự chuyển động thân thể chúng ta mà đi được, tức là nhờ chất gió nó tống, nên chúng ta đi đứng nằm ngồi, thì cái sự rung chuyển đó chúng ta ghi nhận, chúng ta biết đây là chất gió. Chúng ta tu tập tới niệm xứ rồi, chúng ta phải nhìn những cái thực tánh đó. Và cái thân thể chúng ta được kết dính lại thì nhờ cái chất nước, thì chúng ta thấy cái thân thể này gồm có đất nước lửa gió. Thì trong lúc mà chúng ta là một hành giả niệm xứ, trong lúc ngồi chúng ta ghi nhận cái tư thế ngồi, chúng ta biết rằng trong lúc này chỉ có sắc ngồi, không phải là tôi ngồi. Khi mà chúng ta có một cái sự hiểu biết như vậy, không bao lâu trí tuệ nó sẽ sanh. Và nếu mà chúng ta không có kiến thức, không có hiểu Đức Phật dạy, trong lúc chúng ta ngồi, chúng ta mới nghĩ rằng tôi đang ngồi, tôi đang đứng, tôi đang đi, tôi đang nằm, thì những cái biết đó, cái sự hiểu đó, tức là chúng ta đã rơi vào cái vấn đề tà kiến, chúng ta rơi vào thân kiến, chúng ta cho rằng cái sắc uẩn này, cái thân thể này ta là của ta. Thì như vậy tức là chúng ta đã đặt tâm sai hướng. Thì như vậy làm sao có thể chúng ta chánh niệm để chúng ta phát huy trí tuệ được? Nên khi ngồi, sư thường nhắc các Phật tử đó, trong lúc ngồi chỉ có thân ngồi chứ không phải tôi ngồi. Thì lâu lâu chúng ta cũng phải có một cái chánh tư duy như vậy. Tại sao chúng ta phải dùng chánh tư duy? Tại vì cái tuệ chúng ta chưa có, chúng ta nhờ cái chánh tư duy đó mà lâu ngày nó giúp cho cái tuệ chúng ta nó phát sinh. Giống như giờ sư nói thí dụ, người cư sĩ chúng ta đó, lúc nhỏ chúng ta đi học thì cô giáo dạy cho chúng ta đây là cái ca, đây là cái ly, đây là cái nhà, thì chúng ta phải dùng cái tư tưởng đó để chúng ta hiểu, chúng ta biết. Nhưng khi mà chúng ta đã học rồi, sau này chúng ta nhìn thì chúng ta biết đây là cái ly, đây là cái ca, chứ chúng ta không cần dùng tư tưởng để chúng ta suy nghĩ, chúng ta nhớ nữa, thì chúng ta nhìn là chúng ta biết. Như thế nào cũng vậy, khi mà chúng ta có trí văn, trí tư đó, chúng ta có nghe lời Đức Phật dạy, chúng ta biết rằng đây chỉ là sắc thôi, không phải tôi và tôi.
đó là chúng ta có chi vật. Để khi chúng ta ngồi chúng ta tư duy, chúng ta nói rằng đây chỉ là sắc uẩn thôi, nó không phải tôi và tôi, thì nhờ những chi văn chi tư này lâu ngày nó sẽ đưa tâm chúng ta đặt đúng hướng, và nhờ đó chúng ta chánh niệm không bao lâu trí tu nó sẽ phát sanh, nó thấy bằng cái trực giác, bằng cái trải nghiệm của chính mình thấy cái sự vô ngã như thế nào, ở đó tại nó mới sanh được. Nên là khi mà chúng ta hành tấn niệm xứ, chúng ta phải có một cái số kiến thức, đó là chi văn và chi tư. Thì đó Đức Phật dạy đó, sắc uẩn không phải của chúng ta đó, thì chúng ta phải từ bỏ, từ bỏ nó sẽ được an lạc hạnh phúc cho chúng ta. Để trong đời sống mà chúng ta đau khổ là cũng vì chúng ta chấp cái thân sắc sắc pháp này của ta. Thì cái sắc pháp này chúng ta hiểu rằng do nghiệp quá khứ chúng ta tạo. Giống như có những kiếp mà chúng ta làm thiện, chúng ta sanh về cõi trời dục giới, thì chúng ta thành một chư thiên nam hay thiên nữ, thì chúng ta cũng chấp rằng cái sanh, cái sắc cái pháp đó, cái thân thể đó là ta. Hay có những kiếp mà chúng ta làm ác, chúng ta sanh xuống như là những loài bằng xanh, bò, heo, thì chúng ta cũng chấp vào cái thân bò, heo đó là của ta. Thì chúng ta cứ chấp vào cái đó nhiều đời rồi. Rồi bây giờ do cái thiện nghiệp chúng ta được sanh làm người, chúng ta có cái thân vật chất này, tức là cái thân thể này, thì chúng ta cũng cho rằng cái thân vật chất này, cái sắc pháp này của ta. Thì tiếp tục chúng ta sẽ tà kiến, sẽ sanh nữa, và chúng ta sẽ làm những điều ác nữa, và chúng ta sẽ khổ đau nữa. Nên bây giờ đó, thì chúng ta đã hiểu được lời Đức Phật dạy rồi, nên chúng ta biết rằng cái thân thể vật chất này, chúng ta luôn luôn chúng ta phải có cái sự nhìn đúng, cái sự tư duy đúng. Đây chỉ là sắc pháp, không phải tôi là tôi, chúng ta phải cần có sự hiểu biết như vậy. Thì đây chúng ta thấy rằng đối với bậc thánh á, thì các ngài thấy cái thân này các ngài nhàm chán. Tại sao các ngài nhàm chán? Vì cái, chúng ta có thân đây đó, thì chúng ta mới có bị già, bị bệnh, bị chết, bị đói, bị nóng, bị lạnh, thì chúng ta mới khổ. Nếu mà chúng ta chứng niết bàn, chúng ta không còn cái thân này, thì chúng ta đau khổ rồi. Thì Đức Phật có thí dụ rằng cái sắc pháp của chúng ta, cái thân của chúng ta giống như bốn con rắn độc vậy đó. Tức là Đức Phật dạy rằng này, các tỳ kheo, có bốn con rắn độc, thỉnh thoảng hãy cho chúng ăn, thỉnh thoảng hãy tắm rửa chúng, và thỉnh thoảng hãy đưa chúng vào huyệt địa ngục. Như này các tỳ kheo, khi nào bốn con rắn độc nó thức dậy, nó tức giận, nó sẽ làm cho người đó đau khổ, làm cho người đó phải giống như chết hay là đau khổ gần như sắp chết. Thì ở đây Đức Phật mới dạy rằng cái thân thể chúng ta đó giống như bốn con rắn độc, là chỉ cho đất nước lửa gió tạo thành cái thân này. Mà có thân đây đó, khi nào chúng ta thấy rằng cái thân chúng ta mà nó bệnh hoạn, tức là bốn con rắn độc, tức là đất nước lửa gió nó không điều hòa nữa, cơ thể chúng ta nóng quá thì nó sẽ sốt, hay nó lạnh quá thì chúng ta cũng bệnh. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thân đây, chúng ta có những cái căn bệnh đó, thì chúng ta mới khổ chứ. Tức là chúng ta thấy rằng bệnh cũng phát sanh từ cái thân thể này. Thì Đức Phật mới dạy rằng cái thân của chúng ta giống như bốn con rắn độc vậy đó. Thì chúng ta phải luôn luôn chúng ta phải hiểu như vậy. Thì cái thân thể của chúng ta đó, cái thân sắc pháp này, chúng ta phải hiểu rằng do nghiệp tạo. Thì trong hiện giờ chúng ta ngồi đây, cái sắc pháp này được tồn tại đó, được thành tựu như vậy là có bốn cái yếu tố để tạo thành cái sắc pháp của chúng ta. Giống như giờ chúng ta phải hiểu sắc mà do nghiệp tạo đó. Chẳng hạn mỗi người chúng ta ở đây đó, sắc do nghiệp tạo nên chúng ta được cái thân thể này, tức là do nghiệp thiện. Nhưng mà mỗi người chúng ta tạo nghiệp thiện ác nó có sự lẫn lộn khác nhau, nên cái sắc pháp của mỗi người chúng ta nó cũng khác. Có người đó thì cái sắc pháp nhìn sang trọng, tức là do cái thiện nghiệp. Có nhiều người cái sắc pháp thì nhìn xinh đẹp. Có những người có sắc pháp thì chúng ta thấy nhìn dễ thương. Thì những cái sắc pháp, cái thân thể này, tức là do nghiệp mà nghiệp thiện nó tạo ra. Còn đây có những người có cái thân thể nhưng mà chúng ta thấy cái thân thể, cái sắc pháp của họ nó không có được xinh đẹp, không có được lịch sự, thì tức là những cái người này cái sắc pháp do bất thiện nghiệp tạo ra.
giống như cái người mù, người què, người đuôi đó, tức là cái sắc pháp là do nghiệp mà nghiệp bậc thiện tạo ra. Nên chúng ta thấy cái sắc pháp mỗi người mỗi khác. Thì cái thân thể của chúng ta, cái sắc thân này, tức là do nghiệp tạo mà chúng ta có. Rồi lại nữa, cái thân của chúng ta đó, chúng ta ngồi như thế này nè, tư thế ngồi như thế này là cái gì tạo ra? Tức là do sắc, là do tâm tạo ra. Trong lúc các vị ngồi được vững như thế này đó, tức là cái tâm chúng ta muốn ngồi, chúng ta điều khiển cái thân này phải ngồi như vậy, thì cái tư thế ngồi này tức là do tâm tạo. Và nếu mà chúng ta có tu thiền niệm xứ lâu ngày, chúng ta thấy rằng cái tâm nó đang điều khiển cái thân. Và trong lúc mà Phật tử chúng ta đi đó, thì chúng ta thấy rằng cái đi đó, cái tướng đi đó, cái dáng đi đó, tức là do tâm tạo ra. Chứ người chết thì họ không có tâm, họ không thể đi được. Thì trong lúc mà chúng ta đi, chúng ta biết rằng cái đi này do tâm nó tạo ra. Và chúng ta thấy rằng đi mà do cái tâm sân nó tạo khác, tâm tham nó tạo khác, tâm si đi cách nó khác. Nên sau này chúng ta tu mà trí tuệ chúng ta sắc bén, chúng ta thấy rằng tâm nó sẽ điều động cái thân của chúng ta đi. Trong lúc này chỉ có danh pháp và sắc pháp đang gì tiến hành thôi, chứ không có đàn ông, không có đàn bà, không có anh, không có chị. Chúng ta phải có một sự hiểu như vậy đó, không lâu tại chúng ta sẽ sanh. Thế nên Đức Phật có dạy chúng ta đó, có thể sắc là do nghiệp chúng ta tạo, sắc là do tâm tạo, và có những trường hợp là sắc là do thời tiết tạo ra. Tức là khi mà chúng ta ở một cái môi trường mát mẻ thì cái thân thể chúng ta nó tươi nhuận, và có thể nó hợp với cái khí hậu đó thì thân thể chúng ta cảm thấy nó khỏe, và nước da chúng ta nó lại hồng hào, nó không có bị xanh, nó không có bị bệnh. Thì chúng ta biết rằng cái những cái hiện tượng đó, cái thân thể chúng ta được như vậy, tức là sắc do thời tiết tạo ra, hay là cái sắc pháp mà do vật thực đó, tức là chúng ta ăn, khi mà chúng ta ăn no đầy đủ thì cái thân thể chúng ta nó khỏe, nó lại ít bệnh. Còn khi mà chúng ta ăn thực phẩm mà nó không hợp, có thể bệnh đó, thì chúng ta thấy cái sắc đó, cái thân thể đó chúng ta èo đó là do vật thực nó tạo ra. Thì đại sư chỉ trình bày một cách dễ hiểu nhất cho người cư sĩ chúng ta hiểu rằng, trong lúc mà chúng ta tu tứ niệm xứ thì trong lúc đi đứng nằm ngồi chúng ta phải chánh niệm, chúng ta coi từng cái cử chỉ, cái đi như thế nào, đứng như thế nào, nằm như thế nào, ngồi như thế nào, chúng ta biết rõ. Thì trong lúc đó chúng ta phải luôn luôn hiểu rằng chỉ có sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc nằm. Trong lúc đó đó chúng ta có một cái tư tưởng đúng, tâm chúng ta đặt đúng hướng rồi đó. Không bao lâu chúng ta sẽ trực nhận, chúng ta thấy rõ này, sắc là vô ngã. Chúng ta phải có một cái sự hiểu biết như vậy. Còn bây giờ chúng ta đi mà chúng ta cứ nghĩ rằng tôi đang đi, tôi đang đứng, tôi đang nằm, tôi đang ngồi, đó là chúng ta đã đặt tâm sai hướng. Thì chúng ta tu suốt đời thì cũng không thể nào tuệ sanh được, tại vì chúng ta đã làm sai lời Phật dạy. Đó là chúng ta hiểu về sắc uẩn. Nên là người cư sĩ chúng ta phải nhớ, chúng ta là một hành giả niệm thân cứng mềm. Chúng ta ghi nhận, chúng ta biết đây là sắc pháp thuộc về đất. Nóng lạnh chúng ta ghi nhận, chúng ta biết đây là sắc pháp nó thuộc về lửa. Chúng ta thấy cái sự chuyển động, chúng ta ghi nhận, chúng ta biết đây là chất gió, nó thuộc về sắc pháp, không phải của tôi. Và trong thân thể chúng ta mà được kết dính lại, nó thuộc về chất nước. Thì chúng ta nói hẹp đó, thì trong cái thân thể này chúng ta chỉ có đất nước lửa gió thôi. Còn nếu nói theo phân tích theo cái tạng kinh đó, thì Đức Phật dạy nói theo tục đế đó, thì trong cái sắc pháp, cái thân thể chúng ta có 32 thể trượt. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy tóc, tóc có phải là của ta, nhưng lúc chúng ta cạo chúng ta bỏ xuống cái đó. Chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đi cắt tóc đó, thì thật sự ra khi nó rời khỏi cái thân này thì nó bất tịnh, nó không phải là của mình. Tóc là tới lông, là móng, là răng, là da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan hay là phổi, lá lách. Thì trong 32 thể trượt ráp thành cái sắc pháp này. Giống như một người mà họ bị xe đụng, chúng ta thấy rằng đầu văng một nơi, tai văng một nơi, óc văng một nơi, tim, gan nó văng mỗi thứ gì đó một nơi. Thì chúng ta thấy cái nào là của con người,
cái nào là ta của ta trong đó. Thì thân thể chúng ta cũng vậy đó. Giống như giờ một chiếc xe, xe hơi thì chúng ta thấy rằng nhiều cái bộ phận phụ tùng linh kiện để ráp thành cái chiếc xe, và chúng ta mới đặt tên đây là chiếc xe, chứ thật sự không có cái gì gọi là chiếc xe hết. Thì cái thân thể chúng ta cũng vậy, nó gồm có 32 thể trược, cái nào cũng đầy dẫy bất tịnh hết, thì chúng ta phải cần hiểu như vậy. Thì khi chúng ta có một cái sự hiểu đó đấy, lâu ngày chúng ta bớt dính vào cái sắc thân này và tham từ từ nó sẽ rơi rụng. Ở trong thời đời sống này mà chúng ta cứ nghĩ cái thân này của ta đó, nên là chúng ta ai động tới thân này là chúng ta cứ tham sân si riết. Còn đối với các bậc thánh thì các ngài biết rằng sắc chỉ là sắc uẩn thôi, chỉ là đất nước lửa gió thôi, không phải ta là của ta, nên các ngài bình thản. Giống như giờ người cư sĩ chúng ta đi ra ngoài đường đó, chúng ta thấy cái người A mà họ chửi người B, đánh người B, chúng ta nhìn cái chúng ta bình thản, chúng ta coi giống như không có chuyện gì xảy ra. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta nghĩ là cái người A đó chửi người B, đánh người B chứ không phải là chửi tôi. Tại vì chúng ta không cho rằng cái người A là ta của ta. Còn khi mà cái người đó họ quay lại họ chửi cái thân này thì cái đó chúng ta mới sân lên. Tại sao chúng ta sân vậy? Tại vì chúng ta chấp vào cái sắc uẩn này là của ta, là ta. Nên các bậc thánh các ngài thấy được cái thân này, cái sắc uẩn này không phải là tự ngã, nên các ngài không có tham sân si. Thì chúng ta tu tập đó, tứ niệm xứ là chúng ta phải tập cái cách nhìn của bậc thánh. Chứ xưa giờ chúng ta nhìn theo kiểu phàm phu quen rồi, bây giờ chúng ta phải tu là chúng ta sửa đổi lại cách nhìn. Thì khi chúng ta có sự cách nhìn như vậy đó thì không bao lâu chúng ta sẽ giống bậc thánh. Chúng ta phải nhìn về cái chân đế. Thì Đức Phật mới dạy rằng này các tỳ kheo, sắc không phải của các ông, cái gì không phải của các ông hãy từ bỏ nó, từ bỏ nó sẽ được hạnh phúc an lạc cho các ông. Thì đây Đức Phật dạy chúng ta đó, sắc pháp chúng ta cần phải chánh niệm, phải biết rằng nó là vô ngã, nó không phải ta là của ta, thì không bao lâu chúng ta sẽ được hạnh phúc. Nên Đức Phật dạy rằng các hành là vô ngã, với tệ quán thấy vậy, ly tham được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Hay là được trong bài kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng là vui thay chúng ta sống, không có gì của ta sẽ hưởng hỷ lạc như Quan Âm chư thiên. Tức là nếu mà chúng ta nghĩ rằng cái thân này không phải của ta thì đó chúng ta hạnh phúc. Còn khi mà chúng ta nghĩ rằng cái thân này là của ta đó, thì đó chúng ta khổ. Mà thân không phải là của ta là bắt đầu chúng ta sẽ chấp những cái gì liên hệ đến thân của ta nữa. Giống như cái thân của chúng ta không phải là của ta nữa. Khi cái đau nó sanh khởi thì cái đau từ đâu có? Cái đau nó cũng nương lên cái thân mà có. Khi đó chúng ta lại chấp cái đau là của ta nữa, tức là từ cái khổ này chồng lên cái khổ khác. Thì giờ chúng ta tu là chúng ta phải hiểu rằng cái đau này không phải của ta, thì cái thân này không phải của ta, thì cái đau nó cũng nương lên cái thân đó mà có. Thì cái thân không phải là của ta thì cái đau làm sao là của ta được. Khi chúng ta có một cái sự hiểu đúng như vậy đó thì tuệ nó sẽ sanh ra. Chẳng hạn giờ xin cho các Phật tử chúng ta một cái thí dụ, giống như chúng ta thấy có cái cây rồi có nhành cây, lá cây, khi đó có một cái ánh nắng mặt trời nó rọi xuống, nó phát ra cái, nó sẽ hiện ra cái bóng cây. Thì chúng ta thấy rằng á, cái cây nhờ có cây, cành cây, lá cây mà mới có bóng cây. Thì cành cây, lá cây, thân cây cũng là vô thường, thì làm sao mà cái bóng là thường được? Thì như thế nào cũng vậy, cái thân này là vô thường mà không phải của ta, thì cái đau nó cũng nương nơi cái thân của chúng ta mà có, thì làm sao cái đau nó là thường là ta được? Thì chúng ta tu tập rồi chúng ta phải có một cái sự hiểu đúng như vậy, thì bảo đảm với Phật tử chúng ta không bao lâu tệ nó sẽ sanh. Để tu tiền tấn định xứ là để nhận thức được vô thường của vô ngã mà. Bây giờ chúng ta tu nhiều năm mà chúng ta thấy cũng vậy, chúng ta không có hiểu biết, không có phát sanh trí tuệ, tức là chúng ta đã tu sai rồi. Chúng ta đã tu sai con đường Đức Phật dạy. Đó là sắc uẩn là chúng ta phải cần hiểu như vậy. Đức Phật dạy tiếp rằng
Này các tỳ kheo, thọ không phải của các ông, cái gì không phải của các ông phải từ bỏ nó, từ bỏ nó sẽ được an lạc hạnh phúc cho các ông. Thì thọ ở đây là gì? Thọ tức là đề cập đến tâm, cái cảm giác của tâm đó, thuộc về thọ, tức là đề cập đến cái tinh thần của chúng ta. Thì thọ bây giờ sẽ trình bày cho người cư sĩ chúng ta hiểu, tức là mỗi ngày chúng ta luôn sống với cái thọ này. Thọ được gọi là cảm giác. Chẳng hạn khi mà chúng ta có cái cảm giác vui, chẳng hạn giờ chúng ta thấy người bạn chúng ta đến, chúng ta vui, chúng ta mừng, thì cái vui mừng đó nó thuộc về cảm giác, nó thuộc về thọ hỷ. Thì phần lớn là chúng ta không có hiểu lời Đức Phật dạy, chúng ta không tu tập đó. Chúng ta cũng nghĩ là cái vui này là ta, của ta, và chúng ta lại chấp thủ vào cái vui đó, và chúng ta bị cái vui này sai sử chúng ta. Thứ hai nữa là gì? Thứ hai nữa là cái nỗi buồn. Chẳng hạn giờ người cư sĩ chúng ta nhớ lại những kỷ niệm quá khứ, và chúng ta nhớ lại chúng ta khởi lên cái trạng thái ưu tư buồn bã, thì cái sự ưu tư buồn bã đó, cái cảm giác đó nó thuộc về thọ u. Hay là chúng ta đang buồn về chuyện gia đình, gia đình chúng ta có những cái hữu sự gì nó xảy ra, chúng ta khởi lên cái tâm u sầu buồn bã, thì cái buồn này đó, nếu mà chúng ta không tu tướng niệm xứ, chúng ta nghĩ rằng cái buồn này là ta và của ta, và chúng ta nuôi dưỡng mỗi ngày cái buồn này nó lớn lớn lên, và chúng ta sẽ đau khổ, chúng ta sẽ bị chết, và chúng ta sẽ u sầu. Thì Đức Phật mới dạy rằng cái buồn này nó thuộc về thọ u. Chúng ta phải, người cư sĩ chúng ta tu, và chúng ta phải nhận thức được đây là thọ u. Thứ ba nữa là cái sự thản nhiên, giống như chúng ta không vui cũng không buồn, thì cái sự bình thản đó, sự thản nhiên đó thuộc về thọ xả. Thọ xả tức là không vui không buồn. Thì trong mỗi ngày chúng ta sống, sáng chúng ta thức dậy đến tối chúng ta đi ngủ, có lúc vui có lúc buồn có, nó có lúc thản nhiên có, thì chúng ta sống với cái cảm giác này mà. Thì như phần lớn là chúng ta nghĩ rằng vui đó là ta của ta, buồn đó là ta của ta, và sự thản nhiên đó là ta là của ta, đó là chúng ta rơi vào những cái tà kiến. Thì bây giờ chúng ta cần phải hiểu được lời Đức Phật dạy, cái niềm vui sanh khởi chúng ta biết đây là thọ hỷ, không phải ta là của ta. Cái nỗi buồn chúng ta biết rõ đây chỉ là cái cảm thọ u, không phải ta là của ta. Khi chúng ta bình thản, chúng ta biết rằng đây là thọ xả, không phải ta là của ta. Thì chúng ta niệm tâm và chúng ta cũng phải thấy được cái nỗi buồn, niềm vui và cái sự thản nhiên này. Hay là chúng ta niệm thân, chúng ta cũng phải cần biết cái này, để trong đời sống chúng ta thường sống với nó. Thì ở đây đó, người cư sĩ nếu mà chúng ta tu tập đó, thì chỉ cho các việc chánh niệm về cái cảm thọ. Ngoài đấy, việc mà chúng ta niệm tâm đó, chúng ta cũng phải niệm thọ. Giống như sáng mà sư hướng dẫn cho Phật tử chúng đau, biết mình đang đau, đó là trong lúc chúng ta đang niệm thọ khổ. Còn khi mà chúng ta ngồi đó, trong cái căn phòng có gió thổi vô cái cơ thể chúng ta mát, chúng ta dễ chịu, có máy lạnh nó phà xuống thân thể chúng ta dễ chịu đó, thì cái sự mát dễ chịu đó nó thuộc về thọ và thọ lạc. Chúng ta cũng phải cần ghi nhận thọ lạc. Chúng ta không ghi nhận, tham sẽ phát sanh. Bình thường mà chúng ta đó, thân thể chúng ta mát mẻ dễ chịu và chúng ta thích, thì cái thích đó là tham đó, nó bám trong đó. Chúng ta phải cần chánh niệm để chúng ta thấy được cái bản chất của phiền não của tâm tham. Và khi mà các Phật tử chúng ta đau đớn, nó thuộc về cái thọ u, thọ khổ. Mà thọ khổ phần lớn thì có sân tiền đi trong đó. Bình thường chúng ta đau là chúng ta khó chịu, chúng ta bực mình đi, thì đó, cái sự bực mình đó, cái sự ưu tư đó, cái sự khó chịu đó là phiền não tâm sân. Chúng ta phải cần quan sát, tức là cái đau chúng ta phải kiểm tra tâm chúng ta coi có u sầu không, có khó chịu không. Nếu mà có những cái phiền não đó chúng ta phải nhận thức đi. Còn khi mà đau sân khởi, chúng ta chỉ ghi nhận, chúng ta biết đây chỉ là thọ khổ thôi. Chúng ta biết rõ mà tâm chúng ta vẫn bình thản, chúng ta lấy cái thọ khổ làm đối tượng, chúng ta quan sát. Vì vậy là chúng ta đang có chánh niệm, có trí tuệ. Khi mà cái thân chúng ta an lạc dễ chịu, chúng ta ghi nhận cái thân an lạc dễ chịu đó, lấy nó làm đối tượng, chúng ta coi cái tâm chúng ta có thích thú không. Nếu mà có thích thú là chúng ta phải nhận thức cái bản chất phiền não của tham.
chúng ta lấy cái sự thích thú đó chúng ta quan sát. Khi mà chúng ta nhận thức được phiền não biến mất rồi, chúng ta nhìn lại cái sự an lạc đó, tâm chúng ta vẫn bình thản, thoải mái, chúng ta biết là chúng ta đang chánh niệm. Nên thường thường nó sẽ thấy các Phật tử chúng ta đó, tu tập thì chúng ta lại thích nhìn cái đối tượng nào mà dễ chịu không à, còn như khó chịu chúng ta không chịu nhìn. Và cái dễ chịu đó, cái tham thì nó dễ phát sanh, mà cái sự khó chịu đó thì sân dễ phát sanh. Nên giờ chúng ta phải đi theo con đường trung đạo, cái những đối tượng nào đau đớn khó chịu chúng ta cũng phải quan sát để chúng ta coi phiền não sân có sinh khởi không. Và nếu có là chúng ta phải lấy tâm sân đó làm đối tượng chúng ta quan sát. Thì khi mà cái tâm sân hết rồi, chúng ta nhìn lại cái sự khó chịu đó, cái đau đớn đó, mà tâm chúng ta vẫn bình an tĩnh lặng, đó là chúng ta đang trải nghiệm, chúng ta đang chánh niệm. Cái đau giúp cho chúng ta phát huy chánh niệm, cái đau nó giúp cho chúng ta hiểu được bản chất vô ngã của cái đau để phát sinh trí tuệ. Còn khi mà cái sự an lạc đến, chúng ta cũng quan sát, chúng ta kiểm tra coi tâm chúng ta có tham không. Nếu có là chúng ta phải phát hiện, chúng ta ghi nhận cái tâm tham. Và hết rồi chúng ta nhìn cái sự an lạc đó mà tâm chúng ta vẫn bình thản, thoải mái, chúng ta không có dính mắc, thì chúng ta biết rằng chúng ta đang chánh niệm, lấy cái thọ làm đối tượng để giúp cho chúng ta phát huy chánh niệm và trí tuệ. Thiền tứ niệm xứ tất cả đều là đối tượng để chúng ta học hỏi ha. Đau đớn cũng là đối tượng để giúp cho chúng ta chánh niệm, biết rõ, phát huy chánh niệm. Đau đớn cũng giúp cho chúng ta hiểu được cái đau này đến và đã đi, không có ai cả, đủ duyên nó đến và hết duyên nó đi, để giúp cho chúng ta phát sanh trí tuệ. Cái sự an lạc đến chúng cũng là đối tượng để giúp cho chúng ta ghi nhận để phát huy chánh niệm. Cái sự an lạc đó cũng giúp cho chúng ta hiểu được cái lạc này cũng do duyên mà có, và hết và chúng cũng biến mất, để giúp cho chúng ta có một cái trí tuệ hiểu biết được rằng cái sự an lạc này cũng do duyên mà có, không phải tôi và của tôi. Chứ chúng ta tu tập tới niệm xứ chúng ta đừng có lựa, chúng ta còn xem cái đối tượng này tốt hơn đối tượng kia là chúng ta chưa có thái độ đúng đắn. Chúng ta tu tới niệm xứ là chúng ta phải có một thái độ đúng đắn, bất cứ đối tượng nào cũng giúp cho chúng ta học hỏi cả. Thì đây thọ lạc là chúng ta phải hiểu rằng nếu mình nói thọ thân đó, tức là thọ lạc cái sự dễ chịu của thân, và nói thọ khổ tức là cái sự đau đớn của thân, nó thuộc về thọ và khổ. Thì trong lúc chúng ta chánh niệm, chúng ta phải hiểu rằng trong lúc này chỉ có thọ đang có mặt, chứ không phải cái đau đó, cái sự an lạc đó của tôi là tôi hay là tự ngã của tôi. Đó là chúng ta có một chi kiến đúng đắn, trước sau gì tệ cũng phát sanh. Thì bây giờ sư đề cập đến cái thọ thuộc về tâm đó, tức là thọ u và thọ hỷ và thọ xả thuộc về tâm. Chẳng hạn giờ khi mà chúng ta có một cái niềm vui, chúng ta làm ăn trong cuộc sống này được hanh thông, chúng ta vui, hay là người khác khen chúng ta vui, thì chúng ta biết cái niềm vui này thì thọ hỷ. Thì chúng ta là hành giả tứ niệm xứ đó, là chúng ta phải chấp nhận cái niềm vui này. Cái niềm vui này nó thuộc về chân đế, chúng ta tu tập và chúng ta phải nhận thức nó. Thì mỗi ngày sẽ nghĩ là chúng ta sống chúng ta cũng có vui chứ. Thì những cái niềm vui này nếu mà chúng ta không có ghi nhận nó thì nó cũng sai sử chúng ta. Sai sử chúng ta, chẳng hạn những cái niềm vui mà liên hệ với bất thiện gọi là thọ hỷ. Ở đời là những chúng sanh đó, giống như họ đi uống rượu, họ thấy vui, họ mới đi chứ. Họ đi đánh bài, họ thấy vui, họ mới đi, họ tìm cái cảm giác. Họ đi câu cá, họ thấy vui, họ mới đi làm những cái chuyện ác đó chứ. Thì những chúng sanh này không có tu tập thọ quán niệm xứ, không thấy được cái niềm vui đó là bất thiện đó, là khổ đó, thì chúng sanh này cứ chạy theo cái niềm vui đó, tìm cái cảm giác của dục lạc ngũ trần, thì chúng sanh này cứ tạo điều ác thôi. Thì bây giờ chúng ta làm giả tính niệm xứ, thì khi cái niềm vui đó sanh khởi thì người cư sĩ chúng ta phải trực giác chánh niệm, thấy cái niềm vui nó đang có mặt như thế nào, sanh như thế nào và nó diệt như thế nào, để chúng ta biết rằng cái niềm vui này cũng đủ duyên, nó sanh và hết duyên nó diệt thôi. Nó là đối tượng để chúng ta quan sát này. Thì suy nghĩ rằng trong hội chúng chúng ta đó thì ai cũng có niềm vui cả. Vậy giờ các Phật tử chúng ta ngồi đây đó, cái niềm vui quá khứ bây giờ các Phật tử tìm lại coi nó còn không? Nó không còn nữa. Tức là đủ duyên thì nó vui, hết duyên nó diệt thôi.
cái niềm vui đó vô thường vô ngã. Mà xưa giờ chúng ta cứ nghĩ cái niềm vui đó ta của ta, thì giờ chúng ta là hành giả tứ niệm xứ đó, thì chúng ta phải nhận thức được cái vui đó như thế nào, và chúng ta biết rõ rằng cái vui này nó thuộc về thọ hưởng, nó thuộc về thọ hưởng, nó thọ hỷ mà, không phải của ta, của ta. Đó là chúng ta có trí tuệ. Và thứ hai nữa là cái thọ u, tức là cái nỗi buồn. Thường thường chúng ta sống, chúng ta vui, cái thọ hỷ thì ít, nhưng mà cái nỗi buồn ấy suy nghĩ là nhiều hơn cái niềm vui. Chúng ta buồn vì chúng ta thấy rằng gia đình chúng ta không có được hòa hợp, hay là chúng ta buồn vì chúng ta làm ăn thất bại, hay là chúng ta buồn vì bạn bè không có trung thành với chúng ta. Nói chung trong đời sống chúng ta buồn nhiều lắm. Thì cái buồn này đó, chúng ta là hành giả tứ niệm xứ, là chúng ta phải chấp nhận cái nỗi buồn đó, cái nỗi buồn đó. Thì khi mà chúng ta chấp nhận cái nỗi buồn, chúng ta quan sát, lấy cái nỗi buồn làm đối tượng, tức là chúng ta đã thoát ra cái nỗi buồn rồi đó. Nỗi buồn trở thành đối tượng để chúng ta quan sát học hỏi. Khi mà chúng ta chánh niệm, chúng ta thấy được cái nỗi buồn, thì cái nỗi buồn lập tức sẽ biến mất. Giống như có lần sư đi về bên chùa bên khất sĩ, thì khi đó sư nhớ lại nhiều năm trước mình cùng các huynh đệ làm cái con đường lên chùa đó. Thì sư đi đến đó tự nhiên cái kỷ niệm nó khởi dậy, thì nhớ người này người kia đó, thì cái tâm trạng buồn nó sanh lên. Thì trong lúc đó sư nhận thức được cái nỗi buồn đó, hiểu nó cái nỗi buồn biến mất. Thì cái đó mình mới thấy rằng cái nỗi buồn này đó, thì xưa giờ mình cứ nghĩ nó là ta của ta. Nếu mà chúng ta không tu, chúng ta có nỗi buồn sanh khởi, bắt đầu chúng ta cứ ôm ấp, chúng ta nuôi dưỡng, thì cái nỗi buồn mỗi ngày nó sẽ phát triển, nó lớn. Và nếu buồn nhiều thì cái tâm chúng ta sẽ u sầu, và chúng ta có thể bị bệnh, nhất là bị chết hoặc là thần kinh, bị tâm thần. Vì ở đời này những người mà bị tâm thần, thần kinh đó, phần lớn là họ sống với cái nỗi buồn, cái sự ưu tư. Bây giờ chúng ta là hành giả tứ niệm xứ, thì cái nỗi buồn sanh lên, thì người cư sĩ chúng ta phải nghe lời sư. Chúng ta trực diện vào cái nỗi buồn đó, chúng ta quan sát giống như là quan sát hơi thở, giống như là chúng ta quan sát phòng sạc, giống như là chúng ta quan sát tiếng động vậy đó. Tại thì tứ niệm xứ tất cả đều đối tượng để chúng ta học hỏi mà. Trong lúc nào mà người cư sĩ không buồn ấy, chúng ta lấy cái nỗi buồn đó để chúng ta ghi nhận, chúng ta quan sát. Và chúng ta biết rằng cái nỗi buồn này nó thuộc về thọ u, nó không phải tôi là của tôi. Thì đó chúng ta có trí tuệ. Thì bây giờ chúng ta ngồi đây đó, xưa kia thì nói chung ai cũng có nỗi buồn cả, ai cũng có sự lo lắng buồn bã. Nhưng mà giờ người cư sĩ chúng ta ngồi đây, chúng ta thấy cái nỗi buồn đó giờ chúng ta kiếm lại không có. Thì cái nỗi buồn này nó cũng do duyên mà có, đến là đi. Bây giờ chúng ta chấp rằng cái nỗi buồn đó ta là của ta, tức là chúng ta đã kiếm. Bây giờ chúng ta phải nhận thức cái nỗi buồn đó, chúng ta biết đây là thọ thôi, một cái thọ u thôi. Chúng ta lấy đó, lập nó làm đối tượng để chúng ta quan sát, chúng ta coi đến như thế nào, đi như thế nào. Chúng ta hiểu được cái nỗi buồn đó. Thì khi chúng ta hiểu cái tự nhiên cái nỗi buồn nó biến mất, chúng ta có trí tuệ rồi. Nên Đức Phật mới dạy rằng thọ nó không phải của chúng ta, chúng ta phải từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ được an lạc hạnh phúc cho chúng ta. Cái từ bỏ đây đó, tức là gì? Tức là chúng ta đừng có chấp vào cái thọ nó của ta là ta nữa. Thì giờ chúng ta muốn được như vậy đó, thì chúng ta phải hành tứ niệm xứ thôi. Xưa kia cái cảm thọ vui buồn sanh khởi, chúng ta đồng hóa, chúng ta cho ta là của ta. Bây giờ chúng ta tu tứ niệm xứ rồi, buồn vui làm đối tượng để chúng ta học hỏi, chúng ta quan sát. Có cái nỗi buồn đó giúp cho chúng ta chánh niệm, để phát huy chánh niệm. Chánh niệm chúng ta mỗi ngày càng nhạy bén. Có nỗi buồn đó để chúng ta hiểu được cái nỗi buồn này do duyên mà có, nó cũng là vô ngã, để chúng ta phát sanh trí tuệ. Thì buồn vui cũng là đối tượng để chúng ta phát triển trí tuệ và chánh niệm và sự tinh tấn thôi. Tứ niệm xứ là chúng ta phải hiểu vậy. Tại sao sư phải giảng những cái kiến thức này cho người cư sĩ chúng ta hiểu? Tại vì chúng ta là hành giả tứ niệm xứ, mà chúng ta không hiểu được cái này, chúng ta không có tu tứ niệm xứ được. Chúng ta phải có một cái số kiến thức để chúng ta thành hành. Rồi cái sự bình thản cũng vậy. Có những lúc mà chúng ta không vui, không buồn á, thì cái sự bình thản đó thì chúng ta cũng phải cần chánh niệm. Thì cái sự bình thản này đó,
thuộc về thọ xả, thì suy nghĩ rằng cái thọ xả thì nó vi tế hơn, khó thấy hơn là cái vui hay buồn. Vui hay buồn suy nghĩ người cư sĩ chúng ta mà chịu quan sát chúng ta dễ thấy. Khi nào vui chúng ta nhớ chúng ta quan sát cái vui đó. Khi nào buồn chúng ta nhớ chúng ta quan sát cái buồn đó. Tại vì những cái cảm giác này nó thô lắm. Còn cái xả, cái bình thản nó vi tế. Khi chúng ta nhận được cái thọ lạc của thân, cái thọ khổ của thân, cái đau đó, rồi cái nỗi buồn của tâm và cái niềm vui của tâm, thì khi đó chúng ta mới nhận thức được cái sự thản nhiên của tâm. Niệm thọ là chúng ta hiểu được năm thọ này đủ. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta tu tập như vậy đó, có những niềm vui nào mà chúng ta cần để phát triển, không phải là chúng ta nói là có niềm vui là chúng ta không sống với nó. Tại vì cái thọ nó thuộc về cái quả mà. Những vị A-la-hán có ngày vẫn còn thọ chứ. Nhưng mà chúng ta tu tứ niệm xứ, chúng ta vẫn sống với thọ. Nhưng mà chúng ta phải cần sống với những loại thọ nào? Bây giờ sư sẽ phân biệt cho người cư sĩ chúng ta hiểu. Có những loại thọ chúng ta biết nó là bất thiện, có những loại thọ chúng ta hiểu đó là thiện. Thiện thì chúng ta sống với nó được. Bây giờ sư phân biệt giữa cái thọ niềm vui tức là thọ hỷ, thiện và bất thiện cho chúng ta dễ nhận thức. Bây giờ sư sẽ thí dụ cho người cư sĩ chúng ta dễ hiểu nhất. Khi mà chúng ta được người khác khen mà chúng ta vui, chúng ta đi du lịch chúng ta thấy cảnh đẹp chúng ta vui á, thì chúng ta biết cái niềm vui này là thọ hỷ, nó thuộc về bất thiện. Tại vì thấy cảnh sắc đẹp hay là được người khác khen đó, cái đó là bất thiện mà tham. Cái thọ vui này nè, cái thọ hỷ này nó liên hệ đến tham, nó thuộc về bất thiện. Thì Đức Phật dạy những cái loại thọ này chúng ta không nên thân cận với nó, không nên sống với nó. Chúng ta phải cần chánh niệm, chúng ta loại bỏ nó. Cái đó là gọi là vui ít mà khổ nhiều đó. Chúng ta phải hiểu. Giống như những người mà đi uống rượu họ cũng thấy vui đó, nhưng mà chúng ta thấy vui thì không bao nhiêu mà khổ quá trời nhiều. Tại cái vui này thọ hỷ mà liên hệ đến việc bất thiện. Còn thế nào gọi là cái niềm vui mà Đức Phật cho chúng ta nên sống với nó? À, người cư sĩ chúng ta đi bố thí, chúng ta giúp đỡ mọi người, chúng ta cảm thấy vui thì chúng ta thấy cái niềm vui này nó liên hệ đến thiện chứ không phải là bất thiện. Hai cái niềm vui khác nhau. Cái niềm vui mà chúng ta làm thiện á, cái niềm vui đó là thọ hỷ liên hệ đến thiện, Đức Phật cho phép người cư sĩ chúng ta sống. Chúng ta đi nghe pháp mà chúng ta cảm thấy vui, chúng ta đi hành thiền chúng ta cảm thấy vui, nói chung là chúng ta làm điều thiện mà chúng ta vui, thì chúng ta biết rằng cái thọ hỷ này nó thuộc về thiện. Đức Phật cho người cư sĩ chúng ta sống với thọ cái niềm vui này. Tại vì thọ là cái quả, chúng ta đâu có thể nào thoát được khỏi thọ đó. Nhưng mà chúng ta phải cần sống với loại thọ này. Sư sẽ phân biệt trong cái sự tu tập tứ niệm xứ. Giống như có lần sư ở Siêu Minh đó, sư vừa hành thiền đi ra đó, thì có một người Phật tử Miến Điện đó, họ mới đảnh lễ, họ chắp tay, họ nhường đường. Cái đó sư cảm thấy sư vui. Thì khi đó sư nhận thức cái niềm vui này, sư biết liền đây là cái niềm vui liên hệ đến bậc thiện. Tại vì người ta cúng kính mình cảm thấy vui, thì cái đó là cái niềm vui này liên hệ đến bậc thiện, cái tâm ngã mạn. Khi mà sư nhận thức được cái niềm vui này, sư quan sát, sư thấy rằng cái niềm vui này nó vừa xuất hiện, ghi nhận cái nó biến mất. Thấy cái niềm vui này không có ai trong đó hết, xong cái niềm vui khác nó sanh lên. Thì cái niềm vui khác mà sư hiểu được cái niềm vui trước ấy, thì sẽ thấy cái niềm vui sau này nó thuộc về thiện. Tại niềm vui sau là mình hiểu được pháp, mình hiểu rằng cái niềm vui này là do người ta cung kính mình thích. Thì khi nhận trực diện cái niềm vui đó, mình hiểu rằng cái niềm vui đó vừa có mặt và nó biến mất. Do chánh niệm và có sự hiểu, thấy cái niềm vui này không có ai hết, thì tự nhiên cái niềm vui khác nó sanh lên. Thì cái niềm vui mà do chánh niệm đó, hiểu đó là cái niềm vui liên hệ đến thiện, Đức Phật cho phép để chúng ta sống với nó, chúng ta phát triển nó. Thì chúng ta tu tập chúng ta cũng phải phân biệt cái niềm vui thọ hỷ, cái nào là thiện và cái nào bất thiện. Chúng ta phải có trí tuệ như vậy chúng ta mới loại được phiền não. Nên tu tứ niệm xứ đó, mà nếu chúng ta không hiểu chúng ta không tu được. Thì ở đây đó sư muốn trình bày rằng á, khi mà chúng ta tu tập đó, nếu mà chúng ta là hành giả niệm thọ, nhất là chúng ta niệm vào cái thọ thuộc về tinh thần đó, thì sau này chúng ta thường sống với cái niềm vui
cái thọ liên hệ đến thiền hơn là cái thọ liên hệ bất thiện. Giống như giờ chúng ta, chẳng hạn giờ chúng ta là cái người tu tập tứ niệm xứ đi, chúng ta ghi nhận cái cảm giác hay là cái đối tượng thân hay là tâm, khi mà chúng ta ghi nhận chúng ta hiểu cái đó không có ai, cái niềm vui nó sanh lên thì nó thuộc về thọ đó, thọ hỷ. Thì cái thọ này thiện đó, thì bây giờ chúng ta là hành giả niệm xứ đó, thì chúng ta tu tập tiếp, chúng ta lấy cái niềm vui đó, niềm vui mà thiện đó, chúng ta làm đối tượng tiếp. Chúng ta lấy cái niềm vui đó làm đối tượng, chúng ta quan sát, chúng ta thấy cái niềm vui thiện này cũng có ai, cái niềm vui khác nó sanh lên, nó cũng thuộc về thiện. Thì cái thọ này, nó thọ thiện này nó trợ tạo cho thọ thiện khác. Tức là mỗi ngày đó, trong cuộc sống chúng ta trong một thời thiền, nếu mà chúng ta hiểu biết cái thọ hỷ nó sanh đó, tức là thiện liên tục để nó phát sanh. Thì trong cái thất giác chi nó còn dạy rằng hỷ giác chi tu tập làm cho sung mãn, đưa đến sự giải thoát. Thì hỷ giác chi ở đây chúng ta phải hiểu rằng tức là cái thọ hỷ liên hệ đến thiện. Giống như mà chúng ta tu tập có kinh nghiệm á, chúng ta ghi nhận cái là chúng ta cái tâm chúng ta cái hỷ lạc nó trào dâng lên, thì cái hỷ đó nó sanh lên chúng ta thấy nhẹ nhàng thoải mái, thì chúng ta phải hiểu cái hỷ đó nó thuộc về thiện. Và bây giờ xin sẽ đề cập đến cái nỗi buồn á, thì chúng ta cũng phải biết cái nỗi buồn chúng ta cũng có thiện và bất thiện. Nỗi buồn bất thiện là như thế nào, xin sẽ phân biệt cho người cư sĩ chúng ta hiểu. Khi người khác chửi chúng ta buồn, khi làm ăn thất bại chúng ta buồn, khi chúng ta bệnh chúng ta buồn, cái dung sắc chúng ta nó xấu đi chúng ta buồn, thì những cái buồn đó chúng ta biết đây là thọ, mà cái thọ u này nó thuộc về bất thiện. Tức là cái thọ này nó liên hệ đến tâm sân. Thì giờ cái nỗi buồn đó là chúng ta là hành giả niệm xứ, là chúng ta phải trực diện vào cái buồn này, chúng ta quan sát thì cái buồn nó sẽ hết. Còn như thế nào gọi là cái buồn liên hệ đến thiện? Giống như giờ người cư sĩ chúng ta nhìn một cái chiếc lá nó rơi, để chúng ta nghĩ rằng đúng là cái cuộc đời này nó giống như chiếc lá, cái thân mình cũng vậy, không biết mình chết ngày nào. Rồi đó chúng ta chán, chúng ta chán cuộc đời, chúng ta chỉ muốn hành thiền để làm sao cho đắc niết bàn, để giải thoát thôi. Thì cái sự ưu tư đó là chúng ta biết nó liên hệ đến thiện, chúng ta phân biệt được hai cái nỗi buồn nó khác nhau. Còn nếu mà chúng ta tu niệm thọ đó mà chúng ta không hiểu được cái nào thiện cái nào ác, làm sao chúng ta tu được? Thì khi mà chúng ta đó thì phải hiểu rằng khi mà chúng ta có những cái nỗi buồn mà chúng ta muốn có sự xuất ly á, thì cái nỗi buồn đó thỉnh thoảng chúng ta cũng phải nuôi dưỡng. Giống như Đức Phật còn là Bồ Tát, Ngài đi ra dự vừa vườn ngự uyển, Ngài thấy người già, người bệnh, người chết, Ngài cũng khởi lên sự ưu tư. Ngài nghĩ rằng ta có thân đây phải bị già, bị bệnh, bị chết, và cái đó Ngài mới muốn đi xuất gia. Thì cái sự ưu tư đó chúng ta thấy rằng cũng là gì? Đó là thọ ưu đó. Nhưng mà thọ ưu này giúp cho Ngài để thoát ly trần tục, thì cái nỗi buồn đó đó, cái thọ ưu đó nó thuộc về thiện. Chúng ta phải nhận thức. Thì ở đây á, ở đây xin muốn đề cập rằng cho dù cái thọ ưu thiện hay là bất thiện thì chúng ta cũng phải chánh niệm để chúng ta ghi nhận, chúng ta biết đây chỉ là thọ thôi, không phải ta là của ta. Thì như vậy tức là chúng ta là cái hành giả gọi là niệm xứ. Bây giờ sẽ đúc kết lại cái thọ ở đây chúng ta phải hiểu gồm có, nếu mà nói thọ và danh đó, thì có thọ ưu, thọ hỷ và thọ xả. Thì Đức Phật mới dạy rằng cái thọ này không phải của các ông phải từ bỏ nó, từ bỏ nó sẽ được an lạc hạnh phúc cho các ông. Thì đây chúng ta chánh niệm, chúng ta không dính mắc vào cảm thọ, tức là chúng ta đã từ bỏ cảm thọ rồi đó. Nên chúng ta hành thiền chúng ta nhớ nha, ngoài cái việc mà chúng ta niệm tâm, chúng ta niệm tâm tham hay tâm sân hay là suy nghĩ, thì chúng ta cũng phải ghi nhận cái buồn cái vui nữa, phải ghi nhận cái buồn cái vui nữa, hay là cái sự thản nhiên nữa, chúng ta phải cần ghi nhận những cái đối tượng này. Và bây giờ sẽ đề cập đến cái uẩn thứ ba, đó là hành uẩn. Hành uẩn là gì? Tức là nói về cái sự tạo tác của tâm. Giống như trong lúc mà Phật tử chúng ta đang ghi nhận đây là tâm tham, đây là tâm sân, đây là hơi thở, đây là cứng mềm, đây là nỗi buồn hay niềm vui á, thì cái sự ghi nhận nó thuộc về niệm, thì niệm nó thuộc về hành. Trong lúc này chúng ta đang hành thiện,
Thì khi đó chúng ta phải hiểu rằng cái hành, cái chánh niệm này nè, nó cũng phải là của mình, tức là đủ duyên nó sanh, hết duyên nó diệt. Nên sư thường nhắc nhở các Phật tử chúng ta đó, trong lúc này chỉ có tâm biết chứ không phải là tôi đang biết, tức là trong lúc này chỉ có niệm biết thôi, niệm đang biết chứ không phải là tôi đang biết. Nên chúng ta phải hiểu rằng trong lúc này chỉ có chánh niệm chứ không có người chánh niệm, hiểu, chánh niệm chứ không có người chánh niệm. Trong lúc này chỉ có suy nghĩ chứ không có người suy nghĩ. Trong lúc này chỉ có niềm vui chứ không có người vui. Trong lúc này chỉ có nỗi buồn nhưng không không có người buồn. Chúng ta tu tập niệm xứ là chúng ta phải có sự hiểu đúng như vậy. Thì những cái sự tạo tác, sự cố ý, cố ý để suy nghĩ thiện, cố ý để suy nghĩ ác, cố ý để làm thiện, cố ý để làm ác, thì nó thuộc về hành động. Thì cái sự tạo tác của tâm thì chúng ta nhớ nó thuộc về hành động. Thì nó cũng không phải đàn ông, không phải đàn bà, không phải anh, không phải chị, cũng không phải Bồ Tát. Chúng ta phải có một cái sự hiểu đúng như vậy. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy đó, cho dù hành thiện hay hành ác nó cũng đều khổ. Tại sao mà sư đề cập tới hành đều là khổ? Chẳng hạn giờ đó, chúng ta thường nghe là Đức Phật dạy làm thiện đưa đến an vui, làm ác đưa đến đau khổ. Thì chúng ta thấy rằng khi mình đề cập đến thiện ác thì chúng ta biết rằng hành thiện là an vui đó. Nhưng mà khi nói về hành cũng là khổ, cho dù thiện cũng là khổ, là ở đây là chúng ta cần phải hiểu Đức Phật đề cập, Đức Phật dạy cho chúng ta hiểu về tam tướng. Tam tướng tức là giờ chúng ta hành thiện, chúng ta bố thí, chúng ta giữ giới, chúng ta hành thiện, đời sau chúng ta sanh ra, chúng ta làm vua, chúng ta có nhiều tài sản thì chúng ta cũng khổ. Chúng ta có thân đây, chúng ta cũng phải già, bệnh chết. Chúng ta có tài sản, chúng ta cũng phải cắt giữ. Chúng ta có tâm đây, chúng ta cũng phải bị sanh diệt, chúng ta khổ. Thì ở đây khi mà đề cập đến hành khổ, hành thiện khổ, thì ở đây chúng ta phải hiểu đang nói về tâm tứ. Các pháp hữu vi thì là vô thường, khổ, vô ngã. Thì ở đây chúng ta, trong lúc mà chúng ta tu tập hay chúng ta làm thiện, chúng ta là hành giả tứ niệm xứ, thì chúng ta phải hiểu rằng trong lúc ta làm thiện, trong lúc mà chánh niệm hay là bố thí hay là cố ý giữ giới hay là cung kính để phục vụ, chúng ta biết trong lúc này chỉ có hành thôi chứ không phải là tôi ta trong đó. Như vậy là chúng ta có chánh kiến. Rồi lên nữa Đức Phật dạy rằng tưởng uẩn không phải của chúng ta, chúng ta từ bỏ chúng ta sẽ được hạnh phúc, sẽ được an lạc. Thì tưởng uẩn là gì? Giờ các vị đang ngồi ở đây, các vị biết ở đây là sư là sư Khánh Toại. Tại sao chúng ta biết vậy? Tại vì chúng ta đã từng biết sư rồi, biết, các vị đã từng biết sư rồi, giờ các Phật tử chúng ta biết lại. Thì cái sự kinh nghiệm trong đời sống nó thuộc về tưởng. Chúng ta biết đây là cây quạt. Tại sao chúng ta biết đây là cây quạt? Vì trước kia chúng ta đã được nghe mọi người nói đây là cây quạt. Bây giờ chúng ta biết lại đây là cái quạt, tức là cái đó là chức năng của tưởng, tức là cái sự kinh nghiệm trong đời sống của chúng ta, đó là tưởng uẩn. Các Phật tử chúng ta mỗi người có một cái nghề nghiệp riêng, thì chúng ta làm nghề đó, chúng ta điêu luyện, chúng ta rành rẽ trong nghề đó là cái sự kinh nghiệm. Thì cái sự kinh nghiệm đó chúng ta phải biết đây là tưởng uẩn. Giống như giờ sư đang thuyết pháp trình bày cho các Phật tử đó, tại sao mà sư nhớ được từ chi pháp một? Cái gì biết được cái từ chi pháp, tức là do tưởng nó nhớ. Và bây giờ sư sẽ trình bày cho các Phật tử, tức là cái tưởng sư nó đang hoạt động, tưởng đang làm việc. Thì trong lúc này chúng ta là hành giả tứ niệm xứ, chúng ta phải biết những cái kinh nghiệm đó thuộc về tưởng. Giống như giờ chúng ta đi từ thành phố đến đây, chúng ta biết đường đi, vì trước kia chúng ta đã từng đi rồi. Thì chúng ta đi lại chúng ta biết được, tức là cái đó là chức năng của tưởng. Chúng ta biết đây là màu xanh, trước kia chúng ta đã từng biết đây là màu xanh, bây giờ chúng ta biết lại, thì chúng ta nhớ rằng cái biết đó thuộc về tưởng. Thì trong kinh nghiệm đời sống của chúng ta, chúng ta hiểu cái sự kinh nghiệm của mình đó, mình giỏi giang nghề nghiệp, mình giỏi giang cái này, mình điêu luyện cái kia, cái đó là tưởng đó. Thì chúng ta phải cần nhận thức rằng đây là tưởng chứ không phải tôi là của tôi, để chúng ta phá đi cái sự ngã mạn và tà kiến. Nên chúng ta phải cần hiểu, khi chúng ta tu tập đó, chúng ta có những cái sự kinh nghiệm hay là chúng ta hiểu, chúng ta nhận thức
được cái này cái kia, à, đây là thăng, đây là cứng mềm, thì đầu tiên là chúng ta cũng phải biết phần tử. Tưởng và niệm nó sẽ đi chung với nhau, thì lâu ngày đó tuệ nó hiểu lại khác, tại thì nó không phải hiểu giống như tưởng. Thì chúng ta biết cái sự kinh nghiệm đó là tưởng ngụ, thế nên Đức Phật có dạy chúng ta những cái sự kinh nghiệm, tức là nhớ lại những dấu hiệu cũ đó thuộc về tưởng ngụ là cái gì không phải của chúng ta thì chúng ta phải từ bỏ nó, tức là tưởng ngụ không phải của chúng ta thì chúng ta phải cần từ bỏ nó. Đó là những kiến thức mà chúng ta cần hiểu cần biết. Thứ năm nữa là Đức Phật giải tiếp rằng thức uẩn không phải của chúng ta đó, thì chúng ta phải từ bỏ nó. Thì thức uẩn là gì? Thức uẩn tức là những gì mình biết, chẳng hạn như giờ chúng ta biết qua các giác quan, chúng ta thấy cảnh sắc, nghe âm thanh, ngửi được mùi hương, lưỡi nếm được vị, thân được xúc chạm, ý chúng ta nhận biết các pháp, thì chúng ta thấy sáu thức đó. Biết một cách đơn thuần, chẳng hạn như người cư sĩ chúng ta vừa nhìn lên các sư thì biết chỉ là biết thôi, chứ chúng ta không có phân biệt gì hết. Biết một cách đơn thuần như vậy chúng ta biết đây là thức uẩn. Chúng ta nghe âm thanh chỉ là âm thanh thôi, chứ chúng ta không có phân biệt đây là âm thanh người, cái tiếng người nam, cái tiếng người nữ. Và khi mà chúng ta phân biệt đây tiếng người nam, tiếng người nữ, nó thuộc về tưởng uẩn, và chúng ta biết chỉ biết âm thanh là âm thanh, đó thuộc về thức uẩn. Còn khi mà chúng ta thấy chỉ là thấy thôi, còn trong lúc mà chúng ta thấy rằng đây là màu xanh, đây là màu vàng, đây là các sư, đây là cha, đây là mẹ, đó là chúng ta đang biết về bằng tưởng uẩn. Thì Đức Phật mới dạy rằng những cái nhận thức đơn thuần nó thuộc về thức uẩn, thì cái gì không phải của chúng ta từ bỏ thì chúng ta sẽ được an lạc hạnh phúc. Đây, khi mà các Phật tử chúng ta ngồi đó thì lâu lâu chúng ta cũng phải cần tác ý. Chúng ta thấy, chúng ta biết rằng trong lúc này chỉ có thức nó biết thôi, nhãn thức biết thôi. Trong lúc mà nghe được âm thanh, trong lúc này chỉ có nhĩ thức biết, tâm nhĩ thức biết thôi. Trong lúc mà ngửi mùi, chúng ta nên biết rằng trong lúc này chỉ có tỷ thức nó biết thôi. Trong lúc mà chúng ta ăn mà biết các vị đắng cay mặn, chúng ta hiểu rằng trong lúc này chỉ có thiệt thức nó biết thôi. Trong lúc mà chúng ta nhận thức được cứng mềm nóng lạnh đó, chúng ta hiểu trong lúc này nó chỉ có thân thức biết thôi. Trong lúc mà chúng ta quan sát được những tư tưởng, chúng ta phải hiểu trong lúc này chỉ có ý thức nó biết thôi. Các thức nó đang hoạt động thôi. Thì như vậy đó là cũng giúp cho chúng ta có một cái trí tuệ sắc bén. Thì đây Đức Phật có dạy chúng ta rằng là sắc uẩn không phải của chúng ta đó, chúng ta phải từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ được an lạc hạnh phúc cho chúng ta. Thọ uẩn không phải của chúng ta phải từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ được an lạc hạnh phúc cho chúng ta. Tưởng uẩn không phải của chúng ta phải từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ được an lạc hạnh phúc cho chúng ta. Và hành uẩn không phải của chúng ta phải từ bỏ nó. Từ bỏ nó sẽ được hạnh phúc cho chúng ta. Mà thức uẩn không phải của chúng ta phải từ bỏ nó. Chúng ta từ bỏ nó sẽ được hạnh phúc an lạc cho chúng ta. Hiện nay chúng ta thấy rằng nãy giờ chúng ta tất cả hiện hữu ở đây chỉ có năm uẩn hoạt động thôi. Sư cũng năm uẩn, các vị cũng năm uẩn. Sư có sắc thọ tưởng hành thức, các Phật tử chúng ta cũng có sắc thọ tưởng hành thức thôi. Không có ai trong đó hết. Chúng ta phải có một kiến thức rộng như vậy, hiểu như vậy chúng ta mới nhận thức được vô thường khổ vô ngã được. Và Đức Phật giải tiếp rằng sắc uẩn cần quán quán xét. Hãy biết rằng cái sắc uẩn này giống như là cái bọt nước vậy. Giống như giờ chúng ta đi đến, nhất là chúng ta về miền Tây, chúng ta ngồi trên những cái dòng sông á, chúng ta thấy có những cái bọt trên dòng sông, nó một tảng có thể bằng bằng tay hay bằng cái thúng vậy đó, nó trôi vậy đó. Thì nó trôi chúng nó đụng vô mấy cây lục bình hay mấy cái cây nào thì nó sẽ tan vỡ. Thì Đức Phật dạy chúng ta cái thân của chúng ta nó giống như là cái bọt nước vậy đó, nó không biết tan vỡ lúc nào. Chúng ta cần phải hiểu như vậy, tức là nói về cái thân của chúng ta vô thường, nó sanh diệt từ tế bào một, không biết nó chết giờ nào, chúng ta phải cần biết như vậy. Thứ hai nữa, Đức Phật dạy rằng cái thọ uẩn đó, cái cảm giác mà vui buồn, không vui không buồn, nó giống như bong bóng nước. Bong bóng nước là như thế nào? Trời mà đang mưa mà chúng ta ngồi trước cửa nhà đó, chúng ta thấy rằng mưa ở trên trời nó rơi xuống, nó tạo ra những cái bong bóng, thì cái bong bóng đó vừa xanh lên rồi cũng tan vỡ biến mất. Thì cái niềm vui của chúng ta cũng vậy, vui buồn hay là không vui không buồn thì nó cũng
thoáng qua nó cũng là vô thường, nó giống như là bong bóng nước vậy, nó không có thật. Chúng ta phải cần hiểu cái thọ quẩn nó giống như vậy. Rồi kế đến nữa, Đức Phật dạy rằng tưởng quẩn chúng ta phải cần quán giống như là cái bầu ảnh vậy đó. Giống như chúng ta đi trên đường buổi trưa mà trời nắng, chúng ta thấy đường nhựa từ xa chúng ta thấy giống như là có một cái bầu ảnh hiện ra, thì khi chúng ta lại gần chúng ta thấy nó không có gì cả, thì cái tưởng quẩn của chúng ta nó cũng giống như thế, nó cũng mơ hồ, nó cũng ảo tưởng, nó cũng là giả, giống như là cái bầu ảnh. Chúng ta cần hiểu như vậy, nên chúng ta đừng có chấp vào cái sự kinh nghiệm đó là ta của ta, chúng ta dễ ngã mạn đó, chúng ta biết đây chỉ là tưởng quẩn thôi. Rồi lại nữa, Đức Phật dạy hành quẩn chúng ta cần quan sát giống như là cây chuối vậy đó. Cây chuối ở đây tức là nó không có cốt lõi, tức là chúng ta thấy cái cây chuối đứng lớn thẳng như thế, chúng ta chặt ra, chúng ta để nó xuống, là chúng ta lột ra từ bẹ, chúng ta thấy nó không có cốt lõi trong, nó chỉ là từ bẹ nó ráp lại thành cây chuối. Thì như thế nào cũng vậy, cái hành của chúng ta đó, cái sự việc mà chúng ta cố ý chúng ta làm thiện hay là chúng ta cố ý chúng ta làm bất thiện đó, thì chúng ta biết nó chỉ là hành quẩn thôi, nó không phải ta của ta, nó rỗng không thôi. Cái thiện nó cũng đủ duyên nó sanh và cái bất thiện nó cũng đủ duyên nó sanh. Nên chúng ta hành tới niệm xứ chúng ta phải hiểu, trong lúc mà tâm bất thiện sanh khởi mà chúng ta cho rằng cái tâm bất thiện nó ta của ta, tức là chúng ta vừa có thân kiến mà chúng ta có tà kiến này. Tại vì cái tâm bất thiện đó nó chỉ là đủ duyên nó sanh, thì chúng ta chỉ có bổn phận chúng ta quan sát thì tự nhiên nó biến mất à. Ở đó chúng ta không có tà kiến, chúng ta không có thân kiến. Còn bây giờ cái tâm bất thiện nó sanh lên thì chúng ta cho rằng cái tâm sân nó, tâm tham nó là ta của ta, tức là chúng ta đang có thân kiến, tức là chúng ta hiểu sai rồi, chúng ta không thể hành tấn niệm xứ được. Đến đây chúng ta phải hiểu rằng á, cho dù chúng ta có chánh niệm thì trong lúc chúng ta phải hiểu rằng trong lúc này chỉ có hành luẩn thôi, chỉ có chánh niệm nó thuộc về hành luẩn, chứ chúng ta không phải là của ta. Thì như vậy tức là chúng ta có chánh kiến. Để đó Đức Phật dạy rằng hành luẩn chúng ta cần quan sát giống như là cây chuối không có cốt lõi. Rồi thứ ba là thứ năm nữa là Đức Phật dạy chúng ta đó, thức quẩn á, cần quan sát giống như là cái người ảo thực gia vậy đó, hay là một cái tuồng kịch vậy đó. Tức là chúng ta thấy rằng cái người ảo thực gia thì họ diễn cái này cái kia nhưng mà nó không có thật, chỉ giả thôi. Hay là chúng ta coi những cái bộ phim đó, chúng ta thấy người này đóng vai này vai kia, thật sự ra nó chỉ là giả thôi. Hết tuồng phim đó thì nó không phải là như vậy nữa. Thì cái thức quẩn của chúng ta cũng giống như thế. Thì đây năm quẩn là những cái đối tượng để chúng ta quan sát, giống như người cư xử chúng ta đó. Tu tập đầu tiên là chúng ta, nếu mà chúng ta niệm thân thì chúng ta phải thấy được cái sắc quẩn này, tức là đất nước lửa gió, chúng ta cần quan sát. Thì khi mà chúng ta niệm thọ thì chúng ta cũng phải thấy được thọ quẩn, chúng ta phải thấy được cảm giác của tâm. Thì khi mà chúng ta niệm tâm là chúng ta phải thấy được thức quẩn, mà chúng ta niệm pháp là chúng ta phải thấy được hành quẩn. Thì năm quẩn này là cái đối tượng để cho cái hành giả sau này điêu luyện kinh nghiệm qua cái vấn đề niệm pháp. Giống như giờ sư sẽ đề cập đến pháp hành để cho chúng ta hiểu. Chẳng hạn giờ sư nói một cái tư tưởng sanh lên, nó có năm quẩn trong đó. Cái tư tưởng đó thì nó thuộc về gì? Chúng ta tư tưởng chúng ta nghĩ tới người nam hay người nữ gì đó, hay là cái núi sông gì đó, thì chúng ta thấy cái tư tưởng đó thì nó thuộc về tưởng quẩn. Mỗi cái tư tưởng thì chúng ta thấy rằng nó kèm theo cái cảm giác buồn vui hay là thản nhiên, thì trong lúc đó chúng ta thấy rằng trong đó có thuộc về gì? Nó thuộc về thọ quẩn. Mà trong lúc đó chúng ta hiểu rằng trong những cái tư tưởng đó có tham hoặc không tham, hoặc là có si hoặc là không si, thì chúng ta thấy những cái tâm đó, cái sự cố ý đó nó thuộc về hành quẩn. Đó là cái sự tạo tác của tâm. Vậy cái gì đang biết được những cái đối tượng đó, biết một cái thản nhiên, đó là thức quẩn. Thì chúng ta thấy rằng chỉ một tư tưởng sanh khởi, chúng ta thấy có năm quẩn trong đó. Và cái những cái tâm này nó sanh lên có thọ, tưởng, hành và thức đó, là nó phải nương vào sắc ý vật mà nó sanh. Thì cái sắc ý vật thì nó thuộc về sắc quẩn. Thì mỗi tư tưởng chúng ta, mỗi trạch tâm của chúng ta, mỗi sắc na tâm đó, thì chúng ta thấy có năm quẩn nó đồng sanh ở vậy. Thì sau này chúng ta là hành giả tới niệm xứ sắc bén, chúng ta thấy chỉ có năm quẩn nó đang tiến trình, nó sanh diệt, năm quẩn này sanh
xong rồi diệt nhường cho năm uẩn khác sanh lên. Thì mỗi ngày chúng ta sống với năm uẩn này thì chúng ta cứ nghĩ rằng năm uẩn này ta của ta, thì như vậy chúng ta không thể tu tập tính niệm xứ được. Thì ở đây hôm nay buổi chiều này sư trình bày về năm uẩn cho người cư sĩ, chúng ta có một cái kiến thức chí văn đúng để chúng ta suy tư đúng, và khi đó chúng ta thực hành đúng. Thì như vậy cái sự thực hành của chúng ta không sớm thì muộn thì sư nghĩ sẽ phát sanh trí tuệ. Thì bây giờ chúng ta cứ thống nhất rằng buổi chiều có khoảng 2 giờ đó, sư sẽ thiết những cái bài pháp có liên quan đến cái sự tu tập của người cư sĩ chúng ta. Ngày mai thì sư định tiếp tục đó, để sư thiết về cái phương pháp thọ quán niệm xứ nữa, để khi chúng ta tu tập đó, chúng ta niệm chúng ta biết được, trong lúc đó chúng ta ghi nhận là chúng ta biết chúng ta đang niệm gì. Còn cái phương pháp niệm thân và niệm pháp đó, sư chỉ giới thiệu qua trên phương diện pháp học thôi. Còn ở đây sư chỉ muốn trình bày giữa hai cái phương pháp, đó là niệm tâm và niệm thọ. Ở đây sư muốn cho người cư sĩ chúng ta hiểu rõ về hai cái phương pháp này, tại vì thọ quán niệm xứ và tâm quán niệm xứ thì chúng ta phải hiểu cái cảm giác. Niệm thọ là chúng ta niệm về cảm giác của tâm, và niệm tâm tức là chúng ta niệm về cái thiện ác của tâm. Thì thọ và tâm á, chúng ta thấy rằng nó luôn song hành với nhau. Thì khi mà chúng ta hiểu được thọ, chúng ta thấy tâm, chúng ta sẽ thấy được thọ. Thì như vậy cái chánh niệm chúng ta nó sẽ sắc bén, sau này chúng ta sẽ hiểu được chính mình. Và khi mà chúng ta hiểu được thọ, tâm, và chúng ta ghi nhận được cái hành nữa đó, sau này chúng ta mới qua niệm pháp được. Tức là niệm pháp là chúng ta phải thấy được năm uẩn. Thì cái đó chúng ta sẽ thấy một cái tiến trình của danh và sắc này nó đang hiện hữu như thế nào. Thì nó giúp cho chúng ta để hiểu một cách rõ ràng, tuệ chúng ta nó sẽ phát sinh. Thì suy nghĩ giờ đây, giờ này cũng đúng giờ, giờ chúng ta tạm thời chúng ta nghỉ. Cái chữ từ bỏ đây có đâu hiểu như thế nào để gọi là từ bỏ. Đây là thành của thầy tất cả muốn từ bỏ. Dạ, thầy sư sẽ giải thích.